Em là Hoàng Minh Tuấn, thì hiện tại là em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Nam Úc. Và em trước khi em đi qua vô Úc thì em từng là sinh viên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Anh. Thì cách đây 3 năm thì em có một ước mơ là đi du học của mình. Và bây giờ là em đã có dịp là được làm đại diện trường của mình cùng bộ phận marketing và truyền thông, nhưng đồng thời cũng đại diện trường Ensby College. Thì mình cũng có tìm hiểu sơ qua về môi trường giáo dục bên Úc, thì mình cảm thấy thứ nhất là cái môi trường sống bên đó rất là thuận lợi, thứ hai là môi trường giáo dục của họ cũng tiên tiến, và thứ ba là họ có một cái là họ trao đổi giữa giảng viên và học trò nó cũng nhiều hơn với môi trường Việt Nam của mình, cho nên là chưa kể đến cơ hội nghề nghiệp ở lại sau Úc nữa. Cho nên đó là bốn cái lý do chính khiến cho mình muốn đi du học. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó là một cái điểm khác biệt hoàn toàn so với môi trường Việt Nam của mình, thì nó sẽ giúp cho mình trở nên thứ nhất là thay đổi bản thân mình, cho nên lên một cái level mới, đồng thời nó cũng giúp cho mình cái mindset của mình trở nên rộng ra. Thì khi mà mình đi thì mình cũng nghe sự tư vấn của người thân là nên đi đến dịch vụ của IDB của mình, thì mình có tới gặp ở chi nhánh ở Bạn Đình Chi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi mình bước vào thì mình cảm thấy cái không gian nó rất là chuyên nghiệp, và thật sự lúc đó là mình chưa từng đi qua những cái trung tâm tư vấn như còn khác. Và mình khi mình bước vô môi trường như vậy thì mình cảm thấy cuộc sống mình sắp sang trang rồi. Thì cái đó là cảm giác thật sự của mình lúc đó. Thì đầu tiên là lúc đó mình đang học giữa gần xong năm nhất của trường đại học ở bên đây. Thì lúc mình đi qua như vậy thì nó sẽ hơi khác biệt chút xíu so với các bạn là học xong lớp 12 rồi đi. Thì lúc đó khi mình tới thì mình đã có sẵn trong đầu mình là bán Nam Úc rồi, bán Adelaide của mình rồi, thì có người thân ở đó. Đó, nhưng mà sau đó mình vẫn muốn có những cái lựa chọn khác. Thì sau khi nghe tư vấn về những cái như là tiết kiệm chi phí cũng như là học ở đâu thì tốt hơn, chất lượng giáo dục ngang bằng nhưng mà mình có thể tiến xa hơn sau này, thì mình quyết định là mình ở lại bán Adelaide và chọn Ensby College cũng như là trường đại học Nam Úc để đi theo. Thì nói một chút xíu về những cái lời khuyên mà mình với tư cách là một cựu du học sinh cũng như là đại diện trường, thì mình muốn nói đó là gì, đó là các em hay các bé hay các bạn cần phải có một sự chuẩn bị về tâm lý, cũng như là ngành học, trường học cần phải lựa chọn và quyết định chính xác. Cái thứ hai nữa đó là các bạn nên có một cái tư duy mở cũng như là thái độ khiêm tốn học hỏi và cố gắng tiếp thu cũng như là lắng nghe từ người khác. Thì như vậy thì khi các bạn qua một môi trường mới, làm việc với nhiều người thì các bạn sẽ tiếp thu cũng như là học hỏi được rất là nhiều thứ hữu dụng cho các bạn sau này. Và điều tiếp theo nữa đó là mình nghĩ là khi mình qua Úc thì đó là một cơ hội, một cái sự đầu tư của ba mẹ dành cho bản thân mình, cho nên mình phải tận dụng những cái năm tháng đó để mình tập trung vào bản thân mình.